Kính thưa quý khán thính giả, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Randall Shriver, người đang đảm nhiệm phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vào ngày gần đây đã tiết lộ rằng Mỹ kỳ vọng sẽ thăm Việt Nam trong năm nay. Mỹ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận cho phép tàu sân bay thứ hai đến thăm Việt Nam trong năm nay, giữa bối cảnh nước này đánh giá Việt Nam là một đối tác đang quan trọng của Washington ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Sandor Shriver cho biết, chúng tôi đã có chuyến thăm tàu sân bay đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, và chúng tôi vô cùng hy vọng sẽ có thể đạt được một thỏa thuận với các đối tác ở Việt Nam để thực hiện chuyến thăm của tàu sân bay thứ hai trong năm nay. Phát biểu trước các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Washington, vị quan chức quốc phòng của Mỹ cho hay, chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này với Việt Nam và hy vọng đây có thể là một điểm thường xuyên trong quan hệ hai nước. Đây sẽ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ chiến lược và hoàn thiện. Như chúng tôi đã đưa tin, và có thể quý vị cũng đã biết, việc tàu sân bay của Mỹ đang dự tính tới thăm Việt Nam làm dấy lên những quan tâm không chỉ cho người dân bình thường mà còn cho các chuyên gia quân sự, đặc biệt là đối với giới học giả và giới quân sự của Trung Quốc. Hiện nay, người ta vẫn chưa biết tàu sân bay nào của Mỹ sẽ có thể tới thăm Việt Nam và thăm lúc nào. Nhưng mới đây, chúng tôi có thông tin cho rằng một tàu sân bay nổi tiếng của Mỹ có thể coi là tiên tiến bậc nhất, có uy lực rợn người, có khả năng một chọi hàng trăm tàu chiến khác của Trung Quốc cũng như của các nước khác. Tàu đó là tàu USS Gerald Ford, một tàu được đặt tên theo vị Tổng thống của Mỹ. Nếu chiếc siêu hàng không mẫu hạm Gerald Ford được tới thăm Việt Nam, đây sẽ là một cú thức tỉnh cho rất nhiều người Việt và đặc biệt là cho người Trung Quốc. Sức mạnh của siêu hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ khi được công bố bởi Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 1 năm 2007, con tàu được đặt tên theo tên Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ là Gerald Ford, người từng phục vụ trong Hải quân trong đệ nhị thế chiến trên chiếc hàng không mẫu hạm hạng nhẹ USS Monterey ở chiến trường Thái Bình Dương. Từ năm 2007, đóng hàng không mẫu hạm này và năm 2016 đã hạ thủy và biên chế vào trong lực lượng chiến đấu của Mỹ. Chiếc siêu hàng không mẫu hạm là một trong những tàu sân bay tiến bộ nhất, có những nét tăng hiệu suất làm việc lớn hơn các tàu sân bay tiền nhiệm là lớp Nimitz. Gerald Ford được trang bị một radar quét điện từ chủ động đa chức năng và một tháp điều khiển ngắn nhưng cao hơn của lớp Nimitz khoảng 20 feet, tức là 6,1 mét. Nó được thi công là 140 feet, tức 43 mét, dài hơn và 3 feet, tức 0,91 mét, gần hơn về phía rìa của con tàu ở phần đuôi. Hệ thống phóng phi công tự điện điện từ tự động, tức hệ thống EMALS, sẽ phóng những chiếc phi cơ thay thế sự cần thiết về các nguồn dự trữ nước nóng và hơi nước của các hệ thống phóng thủy lực. Gerald Ford có thể phóng nhiều phi cơ hơn 25% mỗi ngày và cần ít hơn 25% thủy thủ so với lớp tàu Nimitz. Hải quân Hoa Kỳ đã dự tính nó sẽ tiết kiệm hơn 4 tỷ đô la cho chi phí vận hành trong khoảng thời gian phục vụ 50 năm của nó, dựa theo một câu chuyện của tờ Associated Press, tức hãng thông tấn AP. Hãng thông tấn này mô tả rằng nó thực sự là một kỳ công kỹ thuật. Theo lời của Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Jonathan Greenert, nói trong buổi lễ trực tiếp qua mạng Internet ở xưởng đóng tàu Newport News, bang Virginia, nơi Gerald Ford đang được đóng. Nó sẽ mang theo các loại máy bay không người lái, tiêm kích tấn công kết hợp, và lần đầu tiên các thiết bị laser sẽ được lắp đặt. Dù vậy, những nét tiến bộ này đã được chứng minh là có vấn đề và cần được cải thiện thêm bởi những thử nghiệm khiêm khắc và ngặt nghèo của Lầu Năm Góc. Vào tháng 1 năm 2014, các báo cáo thử nghiệm chỉ đạo đánh giá và vận hành hàng năm nói rằng những thành phần quan trọng của con tàu bao gồm hệ thống phóng phi cơ, hệ thống giam bánh, radar băng tần kép và các thang nâng vũ khí. Thực sự có rất nhiều cải tiến, nhưng vẫn còn có nhiều khoảng không để cải tiến và khắc phục thêm. Siêu hàng không mẫu hạm này tiêu tốn hơn 12,8 tỷ đô la để đóng
và 4,8 tỷ đô la cho các chi phí khác liên quan. Nó là một trong những hàng không mẫu hạm tiêu tốn nhiều ngân sách của Hải quân Hoa Kỳ nhất. Gần 18 tỷ đô la chỉ cho việc xây dựng và chế tạo tàu này. Với khẩu hiệu sự chính trực tại buồng lái Integrity at the Helm, chiếc siêu hàng không mẫu hạm này có độ choán nước khoảng 100.000 tấn Anh, độ dài là 1.106 feet, cỡ khoảng 337 mét, sườn ngang là 256 feet, tương đương với khoảng 78 mét, độ cao gần 250 feet, tức 76 mét. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự kỳ vĩ, đồ sộ của chiếc tàu này trên biển. Với số boong tàu là 25 boong, có khả năng thiết kế và chứa rất nhiều chiếc máy bay với công suất lắp đặt là hai lò phản ứng hạt nhân A1B. Động cơ đẩy 4 chân vịt, tốc độ gần 30 hải lý một giờ, tương đương với khoảng 56 km một giờ. Tầm xa không giới hạn và thủy thủ đoàn cỡ khoảng 4.600, phi công và nhân viên đầy đủ. Được trang bị tên lửa vũ trang đất đối không thế hệ RIM-162 Evo Sea Sparrow, tên lửa tầm gần RIM-116 Rolling Airframe, hệ thống vũ khí tầm gần CIWS. Chiếc siêu hàng không mẫu hạm có thể mang theo hơn 75 chiếc máy bay và các tiêm kích khác. Như các loại tàu bay hiện đại khác, siêu hàng không mẫu hạm có sàn bay phẳng, sàn bay được dùng làm nơi cất cánh hạ cánh cho các máy bay. Máy bay có thể cất cánh liên tục lên phía trước và ngược chiều gió và hạ cánh ở phía sau. Các tàu sân bay có thể chạy với tốc độ cao, ví dụ lên tới 35 knot, tức khoảng 65 km một giờ. Ngược chiều gió khi máy bay cất cánh để tăng tốc độ, để gió điều khiển, nhờ vậy giảm được tốc độ cần thiết của máy bay so với con tàu. Thêm một số chiếc, một hệ thống phóng máy bay hoạt động bằng hơi nước được sử dụng nhằm đẩy máy bay về phía trước, như là cách thiết kế từ trước. Nhưng với thế hệ tàu siêu mẫu hạm này thì không cần phải đẩy bằng hệ thống thủy lực mà thay thế bằng một hệ thống khác hiện đại hơn rất nhiều, cho phép tiết kiệm thời gian 25% cũng như nhân viên và chi phí khác hơn 25%, để có thể giảm khoảng 4 tỷ đô trong một năm hoạt động. Trên các tàu sân bay, máy bay không cần trợ giúp để cất cánh. Yêu cầu trợ giúp cất cánh liên quan tới thiết kế máy bay và đặc điểm của nó. Ngược lại, khi hạ cánh trên một siêu hàng không mẫu hạm, một số máy bay chỉ dựa vào một móc đuôi để ngoắc vào các dây hãm chạy ngang, cần phải giảm tốc độ khi hạ cánh. Từ cuối chiến tranh thế giới thứ hai, việc hướng đường băng hạ cánh chéo một góc so với trục chính của con tàu đã trở nên phổ biến. Mà chức năng đầu tiên của kiểu đường băng chéo là cho phép máy bay nào không móc được vào dây hãm gọi là bolter, chú ngựa bất cam, tiếp tục cất cánh mà không gặp phải nguy cơ lao vào các máy bay đang đổ ở khu vực phía trước sàn bay. Đường băng chéo cũng cho phép hạ cánh một máy bay cùng lúc với việc phóng một máy bay khác ở đường băng phía trước. Siêu hàng không mẫu hạm là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay, trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân độc lập trên biển. Vì vậy, các siêu hàng không mẫu hạm cho phép lực lượng hải quân triển khai nhanh chóng, không lực ở các khoảng cách ở rất xa và không phụ thuộc vào các căn cứ ở gần đó để làm căn cứ trên mặt đất cho các máy bay. Các lực lượng hải quân hiện đại với những con tàu như vậy coi chúng là trung tâm của hạm đội, vai trò trước đó do thiết giáp đảm nhận. Sự thay đổi này diễn ra do sự phát triển của chiến tranh trên không ngay trước Thế chiến thứ hai, khi các loại máy bay ngày càng trở nên nguy hiểm và có tầm xa. Các hàng không mẫu hạm có hộ tống được coi là dễ bị các tàu khác, kể cả máy bay, tàu ngầm hay phi đạn tấn công, và vì thế chúng cũng phải di chuyển trong một đội tàu sân bay. Trong lực lượng hải quân của nhiều nước, đặc biệt là hải quân Hoa Kỳ, một hàng không mẫu hạm được coi là tàu chủ lực cùng với tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay được xem là vai trò trọng yếu trong sức mạnh hải quân của một cường quốc. Hàng không mẫu hạm có khả năng tấn công rất mạnh và luôn được nhiều tàu khu trục đi theo bảo vệ, cũng như mọi loại vũ khí khác. Hàng không mẫu hạm không phải là bất khả chiến bại và các cường quốc quân sự luôn chuẩn bị sẵn lực lượng, phương án để đánh chìm tàu sân bay đối phương. Tuy nhiên, với năng lực hiện tại, cả Trung Quốc lẫn Nga đều khó lòng có thể coi là đánh nhầm và hạ bệ được siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ.
những thiết bị và các công nghệ kỹ thuật hiện đại tiên tiến bậc nhất trong bảo vệ trong chiến đấu của hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford có thể coi là vượt xa các đối thủ khác. Các thiết bị hoạt động trong một phần nhỏ yêu cầu được lắp ráp trên tàu còn ít hơn so với tiêu chuẩn hoạt động, đã cho thấy khả năng đánh và tấn công kể cả khi bị đối phương đều có thể coi là những tiến bộ vượt bậc. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2013, sàn của tàu sân mẫu hạm được hoàn thành theo sau là phần thêm vào phần mũi của tàu Gerald Ford đến 96% hoàn thiện. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2013, chuyến cuối cùng trong tổng số 162 lượt nâng bằng cần cầu chuyên dụng ráp phần cuối cùng của con tàu, đưa con tàu đến hoàn thành 100% cấu trúc. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2013, một hộp thời gian được hàn vào một căn phòng nhỏ nằm trên sàn, tiếp diễn truyền thống của Hải quân Hoa Kỳ. Chiếc hộp thời gian nắm giữ bên trong những vật dụng được chọn bởi con gái của Tổng thống Ford, Susan Fox Bell, gồm sa thạch từ Nhà Trắng, các đồng xu của Hải quân và các huy hiệu phi công từ chỉ huy đầu tiên của con tàu. Cho đến năm 2013, trị giá thi công được tính đến lúc đó là 12,8 tỷ đô la, 22% cao hơn so với kinh phí năm 2008, cộng thêm 4,7 tỷ đô la cho việc nghiên cứu và phát triển. Và cho tới nay, vì những khó khăn tài chính và vì hạn chế ngân sách ở một phần trong việc chi tiêu thêm, con tàu này tới nay cũng đã khoảng 18 tỷ đô la. Chiếc siêu hàng không mẫu hạm này nếu được ghé thăm Việt Nam, nó sẽ là một lần nữa cho người dân Việt Nam cơ hội để chứng kiến sức mạnh, khả năng và tất cả những công nghệ mới nhất trong phòng thủ, quân sự và quốc phòng của Hoa Kỳ. Và cũng là một lời cảnh báo tới Trung Quốc hay Nga hay bất cứ một đối thủ nào khác về việc đụng chạm tới các vùng chiến lược của Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo của VOTV.